Chúng ta sẽ cùng đến với hand bài tiếp theo. Và đã có ngay một đôi ca dành cho người lên bài đầu tiên, đó là Ôi Má Honey. Wow, một đôi to tổ má và anh vừa ray lên lạnh 6.000 chip. Trong khi đó thì đôi quy là hai lá bài của Hitman. Wow, hai nhà mở đầu hết đấu này bằng những đôi cực kỳ to. Và chúng ta sẽ cùng chờ là Hitman sẽ làm gì sau lệnh bẹt 6.000 chip của Ôi Má Honey đây. Ray chắc chắn rồi. Đó sẽ là một lệnh Ray trị giá 26.000 chip. Một lệnh Ray lớn và tầm này thì 10 ri của Leon buộc phải bỏ bài thôi. Chắc chắn rồi, bỏ bài đến từ vị trí của Leon. Và đây là đôi át của Kalakit. Wow, 4 nhà lên bài đầu tiên thì đã có 3 nhà cầm 3 cái đôi to nhất ở trong poker rồi. Wow, tầm này thì Kalakit mới là người mạnh nhất. Với đôi át của mình thì chúng ta sẽ cùng chờ là Kalakit sẽ diễn như thế nào đây. Sẽ có 3 lựa chọn cho Kalakit. Đó là chỉ côn thôi. Lựa chọn thứ hai là Raylan. Và lựa chọn cuối cùng là Oni luôn. Tất nhiên là không thể có trường hợp bỏ bài được. Với đôi át khi mà ở free flop thì không thể bỏ được bài. Và quyết định của Kalakit là như thế nào đây? Anh đang dành thời gian để diễn. Đếm chip. Có thể đó sẽ là một lệnh gray của Kalakit. Odin! Đẩy tất cả số chip của mình ra ngoài bàn và quyết định Odin. Và đây là thanh niên Hoi cầm đôi 7. Thanh niên Hoi đang cầm cho mình đôi 7. Nhưng đôi 7 tầm này đôi 5. Wilson cũng đang cầm cho mình đôi 5. Wow, 1, 2, 3, 4, 5 đôi. 5 đôi ở hand đấu này thì thanh niên Hoi đôi 7 đã vừa bỏ. Tất nhiên rồi, cái lệnh Odin quá lớn và đôi 7 thì quá yếu. Bỏ là đúng thôi. Còn đôi 5 của Newton thì sẽ làm như thế nào đây? Đang im im để che bài và quyết định bỏ. Không ngạc nhiên, bây giờ chỉ còn 3 đôi to nhất trong poker dành cho 3 nhà. Là đôi quy của Hitman, đôi ca của Ôi Má Honey và đôi át của Kalakit. Quyết định tiếp theo sẽ thuộc về đôi ca của Ôi Má Honey. Một lệnh Onin của Kalakit đang khiến cho Ôi Má Honey cần thời gian để suy nghĩ. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi Ôi Má Honey sẽ làm gì sau cái lệnh Onin của Kalakit. Thực tế thì đôi ca cũng quá to và nó chỉ thua đúng mỗi đôi át thôi. Tỷ lệ chiến thắng của Kalakit với đôi át của mình đang là lớn nhất với 68%. Hitman đôi quỳ 14% giành chiến thắng và đôi ca của Ôi Má Honey là 17%, chỉ có 1% cửa hòa dành cho ba nhà thôi. Kalakit vừa nói anh có chơi không bạn ơi. Anh có chơi không anh ơi. Một câu hỏi có thể nói là muốn cà khịa Ôi Má Honey và muốn dụ dỗ Ôi Má Honey vào hand đấu này. Kalakit tỏ ra rất tự tin với câu hỏi vừa rồi và vẫn đang có những sự suy nghĩ và phân vân đến từ vị trí của Ôi Má Honey. Đây là một cái lệnh all-in. Anh đang hỏi Hickman là bạn có chơi hand này không bạn ơi. Hickman không trả lời. Ôi Má Honey đang hỏi Hickman có chơi không nhưng không nhận được câu trả lời của Hickman. Anh vừa nói thêm là nếu như anh chơi thì tôi bỏ. Và quyết định cuối cùng của Ôi Má Honey là bỏ bài với đôi ca của mình. Wow, rất tỉnh đến từ vị trí của Ôi Má Honey. Và bây giờ Hickman, nhiệm vụ còn lại của Hickman sẽ là côn hoặc là bỏ bài. Chúng ta sẽ cùng xem đầu trọc Hickman có dũng cảm để khôn cái lệnh Yonin của Kalakit hay không. Đôi quy cũng thực sự rất khó bỏ rồi.
chứ chưa nói đến đôi ca chúng ta thấy ánh mắt của Kalakis kìa. Nhìn vào con rồi. Hình màn quyết định Kononin của Kalakis, và đôi quỷ sẽ đối đầu với đôi át ở hèn đấu này. Wow, tôi cầm đôi ca đấy, tôi cầm đôi ca đấy. Wow, vừa ăn mừng một cái. Ôi Mahoney đang nói với những người đồng bọn của mình là tôi cầm đôi ca nhưng tôi đó có thể bỏ bài. Rất hài lòng. Ôi Mahoney rất hài lòng khi cầm đôi ca mà có thể bỏ bài. Và bây giờ đôi quỷ sẽ đối đầu với đôi át. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Đây là flop. Ca đã có ca rồi. Ôi Mahoney ơi. Rất đáng tiếc dành cho ôi Mahoney. Anh vừa ăn mừng xong bây giờ lại quay ra tiếc nuối. Ca 2 và 3 là flop của chúng ta. Đây là lá tên 4 tép. Chỉ có một cửa duy nhất, một con quỷ ở lá River dành cho Hitman thôi. Tỷ lệ chỉ là 5% chiến thắng dành cho Hitman. Và lá River là quỷ. Như vậy là chiến thắng không tưởng đã thuộc về Hitman ở hèn đấu này. Và đôi át của Kalakit phải bắt tay từng người để ra về thôi. Anh đã ôn đi tất cả và anh đã mất tất cả rồi. Trong khi đó người tiếc nuối nhất phải là ôi Mahoney, khi nếu như anh có thể theo bài thì anh ăn tất cả số chip của hai nhà còn lại.